cô? Không, con chơi ba. Hôm nay cô đang làm việc hả? Không. À, không, ra đây cho cô. Đưa đây. Không thấy rớt hả? Ôi. Chị không thấy tôi đang làm việc, cái nó lại lấy iPad của tôi. Chị không lo, chị giữ con chị đi, chạy lung tung hư rồi nè. Mẹ ơi, con không cho, con không cho con chơi iPad, con chửi con. Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Bò, con không có được nói bậy. Cô chửi con hồi nào? Này con cầm đi, con chơi đi. Nè, trong cái nhà này á, nó là con nít, mà nó còn nhỏ nó chơi iPad là chuyện rất là bình thường mà. Sao mày phải dành của nó chi vậy? Mà không có thói kỹ nó đâu ra vậy? Nè chị nói nghe mắc cười quá à. Đồ của em thì em muốn cho ai mượn là chuyện của em. Với lại em đang làm việc, em không có chơi. Mà nó lại nó giành iPad của em, chị coi được hả? Mẹ ơi, nó không có lên. Đó, con chị làm đó. Chị đền đi, cái chục triệu mấy tháng lương của tôi đó. Đền đi. Về, cái gì? Mấy chục triệu? Trời ơi, cái này có gì đâu mắc chứ vậy? Bộ mẹ đang cướp hay cái gì? Mà nó là con nít đâu có biết cái gì đâu. Thì nó cũng lỡ làm hư thôi. Nó cũng là cháu của mày mà. Có phải là người dân đâu mà mày bắt nó đền. Nè, chị dạy con kiểu này đi. Mai mốt chị đừng hối hận. Nó hư cho chị coi. Rồi sao? Con tao có hư là chuyện của tao. Cái thứ như mày á, thế trọng thế chui. Chưa có chồng chưa có con mày đặt thở chỉ tao vậy con. Thôi đi con. Ba đi. Ba, đang chơi gì vậy? Dạ con đang cho mẹ tập bơi nè. Mẹ nào tập bơi? Trời, con mẹ của tôi. Con làm gì vậy ba? Con cho mẹ tập bơi vậy hả? Vậy là không nghe chưa? Ba có mẹ, ba có mẹ ngoan ngoan nha. Ba không có làm gì sai hết đó. Kệ cô đi con. Nha, nha. Dạ. Thôi đi vô nhà với mẹ. Trời ơi, tự nhiên cô la con à. Ủa, lúc này bị gì vậy ta? Sao nhà mình tối thui vậy? Ờ, điện nhà mình bị chập rồi. Con đợi xíu nha. Mẹ sửa xong á, điện nó sáng lại là con chơi thoải mái luôn. Không chịu, tối quá con không chơi được. Thôi, bao có mẹ ngoan nha. Một chút xíu thôi, chờ mẹ xin một chút xíu thôi. Mẹ sẽ sửa cho điện sáng lên. Lúc đó hoặc bao muốn chơi gì cũng được. Ngoan nghe lời mẹ nha. Tội nghiệp chị hai quá à mẹ. Tội nghiệp cái gì mà tội nghiệp. Cũng tại con hai đó, sửa đèn mà không kéo cầu giao điện xuống. Còn thằng Bo nó còn nhỏ nó biết cái gì. Giờ lỡ tai biến rồi, biết làm sao. Ngoại ơi, con làm gì sai mà mẹ con khóc vậy? Bo nè, con là ngoan nhất, con không làm gì sai đó. Con ơi, cái chân mẹ đau quá. Chút xíu mẹ đổ rác cho con. Ủa, chân mẹ đau hả? Vậy thôi, mẹ ngồi mẹ ăn cơm đi nha. Nè, ăn đi, ăn dập hết đi. Chướng mắt à.
Alo em nghe chồng. Em, giờ này mẹ sao rồi, khỏe không em? Chân đỡ không? Dạ, mẹ ở nhà khỏe lắm, em chăm mẹ kỹ lắm. Anh gặp mặt anh đi. Anh cứ yên tâm nha, yên tâm đi công tác đi, ở nhà mọi chuyện em lo. Dạ, bye bye anh nha, yêu anh. Nè, ăn dặn hết đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Trước mắt à. Dở, bài nãy nói bài nào khác nước. Cái bà già này, bà nghĩ bà là ai mà bà sai con mình? Báo không. Ừ, được rồi, chờ mẹ xíu nha. Dạ. Ủa sao mẹ cho bà nấu nước ngâm chân? À, bệnh của bà nội là phải uống cái nước ngâm chân này mới mau khỏe được. Còn con khỏe sẵn thì con đâu cần uống cái này đâu. Ngoan nha. Dạ. Chờ mẹ xíu, mẹ mang nước ra cho bà nội. Dạ. Nè, mẹ khát nước hả? À. Nè, uống đi. Cảm ơn con. Dạ mẹ xin lỗi con. Mày làm cái gì vậy? Cái khăn bà lau bàn, bà lấy bà lau người tôi hả? Hả? Mẹ xin lỗi con. Già xấu không được, chết quách đi. Cho con chết đó nhờ. Báo không à. Mẹ không có cố ý. Trời đất ơi, sấm chớp gì mà đùng đùng ghê vậy? Không hay quá hả? Sao nãy giờ không mưa đi? Đợi người ta phải đồ xong rồi mới mưa là làm sao? Báo không à? Bà Gia, ra lấy đồ vô coi. Bà Gia. Ui già mà còn điếc nữa. Trời ơi, tôi vô tôi lấy đồ xong rồi hả? Tới công chuyện với tôi. Thứ gì báo hại không? Mẹ khát nước hả? Để con lấy nước cho mẹ uống nha. Nước này mẹ uống đi. Bệnh của bà nội là phải uống cái nước ngâm chân này mới mau khỏe được. Bo, con làm cái gì vậy? Dạ, con lấy nước cho mẹ uống. Không được, nước này dơ lắm. Sao mà con cho mẹ con uống được? Mẹ dặn là bị bệnh là phải uống nước này. Hôm trước bà bị bệnh mẹ cũng cho bà uống nước này mà. Bo nè, con ra rửa cái ly đi, rồi con lấy nước bình cho mẹ uống nha con. Dạ. Nè, bà nói con nghe nè, bệnh của bà nặng hơn, cho nên là mới uống nước ngâm chân này. Còn bệnh của mẹ con nhẹ hơn, cho nên uống nước bình. Nhưng mà sau này đó, nếu mà ai có bị bệnh,
con phải lấy nước bình cho uống nghe không? Dạ. Không được lấy nước ngâm chân, nghe không con? Dạ. Ừ, con đi đi con. Con ráng khỏe, ăn uống đầy đủ nha con. Mẹ không có buồn, mẹ cũng không giận con đâu. Mẹ lúc nào mẹ cũng thương con mà. Con xin lỗi. Mẹ hiểu. Làm gì vậy? Không thấy mà còn hỏi. Tôi tiêm thuốc cho thịt nó tươi. Nhưng mà thịt heo nhà mình có bị sao đâu mà ông phải tiêm thuốc? Thịt tồn cả tuần rồi, sắp thúi rồi. Không tiêm cho nó tươi thì sao bán tháo đi được? Trời đất ơi, làm như vậy á thất đức lắm đó. Cùng lắm thì người ta ăn vô người ta đau bụng một chút thôi, có làm sao đâu. Ông nói làm sao vậy? Mình buôn bán ở đây toàn là bà con hàng xóm lại ủng hộ không à. Người ta ăn vô rủi người ta bị cái gì á, tội nghiệp người ta không? Rồi đã vậy gây ra chuyện lớn á, ở tù rồi sao? Bớt trù ẻo đi. Một ngày người ta thồn vô họng biết bao nhiêu là thứ, làm sao biết là thịt của mình được? Dù cho không biết đi nữa, ông cũng đừng có làm như vậy. Tôi thấy không có được đâu. Tôi không làm vậy, tiền đâu cho thằng Hùng nó đóng học. Nhưng mà... Thôi, đi vô lấy thêm thịt ra cho tôi. Ông à. Đi. Đúng là đàn bà. Thịt bữa nay tươi ngon quá. Cũng hên á, tôi tới sớm, không thôi bán hết rồi. Dạ, chào thầy. Lâu quá không có gặp, thầy khỏe không? Ừ, tôi cũng khỏe. Em Hùng dạo này sao rồi? Dạ, nhờ thầy dạy tận tâm á, cho nên thằng Hùng nó đậu được đại học quốc gia, mà đậu được điểm cao nữa. Bữa nay nó về thăm nhà nè thầy. Chị nói vậy chứ em Hùng á, siêng năng, chịu học. Chứ nếu như tôi dạy giỏi cỡ nào mà em Hùng không chịu học thì cũng như không thôi chị. Chị bán cho tôi cục thịt này đi. À, dạ, à, thịt này á có người ta lấy rồi thầy. À, không sao hết, vậy lấy tôi cục này. À, hay vậy đi thầy. À, lúc này tôi thấy thầy cũng xanh xao quá, giống như thiếu máu gì đó. Hay thầy ăn thịt bò đi, tôi mới lấy thịt bò bên chị ba, thịt tươi ngon lắm. Hôm nay thì không được, tại vì vợ tôi dặn là hôm nay phải ăn thịt heo. Dạo này vợ tôi nói thịt heo tẩm quá chất nhiều lắm, vợ tôi không có yên tâm. Cho nên vợ tôi kêu ra mua đúng sạp của chị, vợ tôi mới chịu. À, hay vậy, thầy đợi tôi một chút nha. Tôi vô nhà tôi lấy cái cục thịt khác cho thầy. Cục thịt này cũng có người đặt rồi, một chút người ta lại lấy. Thầy đợi tôi một chút, tôi đi vô nhà tôi lấy cục thịt khác cho thầy nha. Mình làm gì còn cục thịt nào khác đâu bà. À thầy. Chào anh. Tôi lấy cái này cho thầy. Thầy lấy cái thịt này đi, có gì tôi nói với người ta một tiếng, không có sao đâu. Nhưng mà thịt này người ta đã dặn trước rồi, tôi lấy làm gì coi sao được anh. Thầy là người ơn của con tôi, không lẽ tôi lấy miếng thịt cho thầy mà không được. À, nhưng mà tôi ngại lắm. Nếu thầy ngại, tôi tính cái này nửa giá thôi. À, nếu vậy thì tôi không khách sáo. Có gì đâu, cho tôi gửi anh tiền. Cảm ơn anh chị nhiều lắm ạ. Hôm khác ghé ủng hộ tôi nữa nha. Tôi nói với bà rồi, cái thịt tươi á thì để nhà mình ăn, còn cái thịt tiêm thuốc á thì bán cho người ta. Rồi sao bà cãi tôi? Nhưng mà đây là thầy dạy học của con mình mà ông. Thì đã thì sao, con mình nó tốt nghiệp rồi, còn thầy bà ở gì nữa. Có thầy mà không có tiền có học được không? Chưa kể nha, sắp tới nè, mỗi tháng phải gửi tiền đều đều lên cho nó. Nhưng mà những cái tiền thất đức như vậy á, tôi thà không có còn hơn. Ông làm như vậy hoài á, ông sẽ bị báo ứng cho coi. Báo ứng? Tôi chưa có thấy báo ứng ở đâu hết.
tôi thấy bà báo tôi không nha. Bà cứ làm theo tôi đi, bao nhiêu nghiệp báo tôi gánh hết cho. Tôi nói bà rồi, bà cứ bán buôn cho đàng hoàng, để tôi mà thấy cái kiểu này nữa tôi đuổi bà ra khỏi nhà. Dạ con hiểu rồi thầy. Trời ơi, con qua đây chơi thăm thầy là vui rồi, thầy đặt mua quà cáp chi không biết nữa. Dạ tại từ hồi con biết tin con đậu đại học á, con lo con cập rập dọn đồ lên thành phố, con chuẩn bị nhập học, giờ con mới có thời gian qua để thăm thầy, sẵn báo cho thầy tin vui. Con cảm ơn thầy nhiều. Tin vui của em á, mấy đứa bạn trong lớp báo thầy biết trước rồi. Dạ. Chúc mừng em nha. Dạ con cảm ơn thầy. Uống nước đi. Dạ con mời thầy. Ừ, sẵn đúng bữa cơm thầy mời em ở lại ăn cơm với thầy cho vui nha. Thầy cầu mình vừa ăn cơm vừa nói chuyện ha. Dạ vậy em không từ chối đâu. Thì con mời thầy ăn cơm. Ừ, thịt nhà mới kho đó, con ăn thử coi. Dạ cảm ơn thầy. Ăn thấy ngon không con? Dạ ngon. Mà sao con nghe nó có vị gì kỳ kỳ á thầy? Thầy thấy cũng bình thường mà, thịt tươi nhà ba mẹ con bán đó. Ủa vậy hả thầy? Mà sao con nghe nó kỳ kỳ vậy ta? Đâu có gì đâu mà kỳ kỳ. Phải nói á, ba mẹ con rất là tử tế, bán thịt rẻ ưu tiên luôn cho thầy đó. Ba mẹ con quá tốt, cho nên có một đứa con á, vừa hiền, vừa ngoan, lại vừa lễ phép nữa. Sau này con phải ráng học rồi đi làm kiếm nhiều tiền về phụng dưỡng cha mẹ, báo hiếu nghe chưa? Dạ con nhớ rồi. Con mời thầy ăn cơm. Trời con ơi, con có sao không? Bây giờ trong người con sao vậy Hùng ơi? Quần đảo quá mẹ. Không đáng lên, ba đưa con đi cấp cứu. Con ơi, thôi tội nghiệp con thôi. Cô chú ơi, cô chú có rảnh không? Chở thầy Tú đi cấp cứu giùm con. Ăn gì mà nguyên cái gia đình ngộ độc rồi. Ủa, thằng Hùng cũng bị nữa hả? Thôi vậy thôi, để con nhờ người khác. Ông ơi, hồi nãy con trai mình nó mới ở nhà ông thầy Tú về. Không lẽ... Bà im đi, lo đưa con nó đi cấp cứu nè. Con ơi, con sao vậy? Hùng ơi, con ơi, con sao vậy? Hùng ơi, con sao vậy Hùng? Hùng ơi, Hùng ơi, con sao vậy? Hùng ơi, Hùng ơi, đâu vậy con? Hùng ơi, con sao vậy Hùng ơi? Hùng, con làm sao vậy? Hùng ơi, con sao vậy? Sao vậy Hùng? Hùng ơi, Hùng ơi. Đừng có chết nha. Tôi biết là bà có ngoại tình, nhưng mà tôi không có nghĩ ngợi gì đâu. Miễn là bà ở với tôi đàng hoàng là được nha. Đừng có chết. Trời ơi, cái hạng người này mà ông níu kéo chị Tám ơi, bà chỉ giả bộ rồi có dám chết đâu. Ngon mà chết thử tao coi coi. Mẹ, trời ơi, đi về mẹ nói kỹ vậy. Trời ơi, tôi sai có một lần à. Tôi đang năn hối cải lắm rồi. Sao mấy người cứ đai nghĩ tôi hoài vậy? Sao tôi sống nổi? Xã hội này không ai bao dung cho tôi hết vậy? Trời ơi, mày chi vật chồng người ta mà kêu bao dung? Không bao bố hay đánh mày lăn lóc ở đó mà còn mày nói này nói nọ đó hả? Trời ơi! Trời ơi, bà quá đáng quá nha! Bà coi chừng tôi á, tôi ăn thua đủ với bà luôn đó nha! Ngon, ông ngon muốn làm gì tôi? Bà muốn cái gì hả? Tôi giết bà chứ muốn cái gì hả? Mẹ, mẹ chạy đi mẹ! Mẹ chạy đi! Mẹ chạy đi, chạy đi, mẹ chạy đi, mẹ chạy đi, mẹ. Ủa, không ai coi gì, tự tử làm chi? Có, em ra nhanh chi. Ngu sao tự tử? Bà lăn ra cái kiểu gì vậy? Ủa, sao vậy con? Trời đất ơi,
mẹ thấy là rau nó héo úa hết. Trời ơi, héo úa chỗ nào á thì bà ngắt cái chỗ đó, còn bao nhiêu bà giữ lại cho tôi. Mất mớ gì bà dục hả? Không phải tiền của bà nên bà không biết tiết kiệm hả? Bà nhìn đi, bà nhìn đi. Đây là tiền nha. Tiền nha. Tiền nha, bà biết không? Mẹ, mẹ thấy rau nó hư hết mẹ bỏ. Nếu mà ăn hết rồi nó bệnh thì sao con? Bà chết bà bệnh. Bà chưa chết gì bệnh lên. Mà tôi chết vì nghèo nè mà. Còn nữa, cái tivi á bà coi suốt ngày à. Con cứ tên nào lao không mà cho tôi tốn điện. Bà làm ra tiền đi. Bà làm ra tiền để bủ coi gì bà coi nha. Em xin lỗi. Nhìn mẹ người ta hả? Thương con thương cái. Ai như mẹ này? Báo đời báo đớn người ta. Trời ơi sao tôi khổ quá trời khổ mà. Tức quá vậy mẹ. Tức mê là tôi dậy em ấy đau quá. Trời ơi, biết tới giờ ăn thì tự mày mò vậy mà ăn đi. Ở đó mà ù lì bắt người ta hầu hạ hay gì? Đã làm việc mệt mỏi rồi còn hả? Đại đạo người ta nữa. Ê, đau, đau tóc tôi, đau. Trời ơi, ngày nào cũng vậy, cái tóc tôi hối luôn quá. Bực tôi á. Xin lỗi bà, tôi không có thấy. Nè, ăn lẹ đi, mau đi. Kì vậy? Ba ơi, ba có sao không? Ba không sao. Tao mới là người có sao đi nè. Lấy ngay thằng chồng hả? Vô dụng. Tội tình gì mà kiếm tụi mình rõ ra gì nè. Mẹ, thì ba cũng là đi làm rồi kiếm tiền lo cho nhà thôi. Ít nữa rồi ba khỏe lại chứ có gì đâu. Biết bao giờ? Hay là ổng giả bộ này nọ để tao hầu hạ hay gì? Ông sống được, ông sống. Sống được chết quá trời rồi. Đừng làm khổ đời tôi nè. Ông đeo hồn quá nha. Bà. Mẹ ơi, mẹ. Bà sao vậy bà? Mẹ sao vậy? Bà. Mẹ. Bà. Bà. Mẹ. Bà. Tội nghiệp không? Đang khỏe mạnh mà bây giờ bị tai biến phải ngồi xe lăn. Ra ngoài không khí thoáng mát, mẹ thấy đỡ hơn chưa? Âu cũng là cái nghiệp. Nghiệp vật bả là từ cái miệng bả ra mà. Đúng rồi, cái miệng bà hổn quá. Trời, người ta nói quả báo nhãn tiền mà. Thời bây giờ là quả báo liền, đâu đợi kiếp sau đâu. Đó, mày thấy chưa, thấy chưa? Mình. Hả? Gì vậy? Làm gì mà sáng giờ thấy anh trầm tư vậy? Sao? Chuyện gì? Thì hồi sớm mơ á, tôi thấy có người phụ nữ đứng trước cửa nhà mình mang bầu. Xin tôi tha mạng cho. Cái gì? Người phụ nữ mang bầu hả? À, hay là hồi trước ông quen ai rồi bắt người ta phá thai, bây giờ ưng trên báo mộng. Ông coi chừng tôi á nha. Bậy bạ không à. Tôi có quen ai đâu, mặt lạ quắc hả? Ghê gọc cái gì? Phải không á? Thiệt. Với lại mà lạ lắm nghe. Mang bầu mà xin tha. Tôi
tôi có làm gì ai đâu. Anh Năm, nghe là anh Năm thiết kế cái bẫy bắt thì cũng đắng chà bá luôn. Cái này mà làm mồi nhậu là bá cháy. Chà, đắng bự mày. Ê ê ê, em ăn bầu nè. Này làm món là ngon lắm mày. Đúng rồi, trời thơm lắm. Minh, cái người phụ nữ mà tới xin mình á là... Ý của mình là... Nè, chú mày đi thả con rắn này đi. Ủa sao lại thả chị Năm? Hôm qua nó về nó báo mộng cho anh của mày á, là bảo tha mạng. Anh, chắc nó hết đường rồi nó mới báo mộng vậy á. Hay là mình cũng có con, anh tha mạng cho nó đi, tích đức cho con mình. Ừ thì... Trời ơi chị Năm ơi, thời buổi nào rồi mà còn báo mộng nữa. Chị mới tính quá à. Nè, con rắn này á, hang nó đằng sau nhà anh chị, giải quyết nó như thế nào á là do anh chị, không có tới lượt mày đâu. Cái hang này mình canh 4-5 bữa rồi, bây giờ mà bỏ là uổng lắm. Thì mình nói cũng đúng. Mình, con rắn nó mang bầu, anh giết là nghiệp chết luôn á. Bây giờ nè, động vật sinh ra là làm đồ ăn cho con người. Mình không ăn thịt rắn thì mình ăn thịt bò, thịt heo. Nếu mà ăn thịt là nghiệp á thì cả thế giới này mãn nghiệp rồi. Em nói cho đúng không? Đúng. Thì bây giờ mình ăn con bò, con gà, con vịt, con heo. Mình ăn thêm con rắn đâu gì đâu. Đúng rồi. Nó làm sinh ra là làm thức ăn cho mình đúng không? Thôi mình ở nhà đi, tôi đi với nó. Bộ, mình thấy nó mang bầu giống tôi, mình không thấy tội nghiệp hả? Trời ơi, không có sao đâu, yên tâm. Không có gì hết trơn á. Mình, rồi còn cái giấc mộng của mình sao? Hay, giấc mộng, quýnh con rắn, quýnh đề con rắn cho anh. Một hồi nữa, ra bà bảy đầu sớm quýnh con rắn cho anh. Bao lô cho anh nha. Đi đi đi, đâu chạy mày làm mấy món ngon lắm. Rắn xào lá cách, rắn xào lăng. Đi đi đi. Anh, con rắn này mày không biết làm á, sơ hở nó cắn mày chết. Đầu tiên á, phải canh cái đầu mà đập, mày hiểu không? Vậy giờ làm sao? Mày để tao lo cái gì? Cao thủ đây mà. Đây, coi. Sao? Nè, anh nói cho mày nghe nha. Con rắn này đó mày mần á, mày không được bỏ sót phần nào nghe chưa? Cái gì cũng ăn được hết. Một hồi vô lấy cái tô, ra đựng máu rắn với mật rắn. Trời ơi, mày uống vô hang, vợ mày mê mày chết. Còn da á, mày chiên xù lên ha, chấm nước mắm tỏi ớt, nước mắm ngọt, bá cháy một chén. À, vậy còn trứng rắn thì sao? Gì? Còn trứng hả? Trứng mày luộc lên, chấm nước mắm ớt. Trời ơi, nó đã bén lắm. Một lít đủ hai hộp uống, bao phê luôn. Anh Năm đúng là đỉnh thiệt chứ. Cao thủ diệt rắn, bộ phận nào con rắn cũng không bỏ được. Hay thiệt chứ. Trời anh mày mà. Lấy cái tô đi. Dạ, thôi mày. Thôi quá. Trời bá cháy Năm ơi. Vô, vô cái nè. Vô. Vô. Trời ơi, ngon ha. Ê, cũng nhận á. Mày canh hút hết ổ này cho tao. Bảo đảm mày luôn, trong đó còn một con chắc luôn. Đợi nó có chân giống con này rồi mình nhận luôn. Được á, ngon á. Vô. Giờ con gọi. Mày vô nha. Vô, vô, vô. Đưa đây. Dạ, anh ơi. Anh ơi, anh tha cho em đi. Em đang có thai á. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Gì mà có mấy chục ngàn vậy? Anh ơi.
vợ mày á nó bị tai nạn, tao đi cho bệnh viện cấp cứu đi kìa. Cái gì vợ bị tai nạn hả? Mày hỏi cái gì nữa, đi lẹ đi. Trời ơi trời đất ơi, con mày tao làm từ thiện mà ai cho bằng. Nhưng mà sáng giờ mày chưa có dưỡng bụng hết con. Đó thì bà ráng nhịn đi, sáng giờ đi theo có phụ được gì rồi mà còn đòi hỏi nữa là sao? Tối thì tối về nhà không có muội ăn. Nhưng mà mẹ thấy cơm quá trời mà con. Bà nín nha, bà có biết cái cơm này á là tôi thức tới 3 giờ sáng tôi nấu tôi làm từ thiện không? Tôi cho bà ăn rồi trời nào chứng cho tôi, chứng cho lòng thành của tôi. Đòi hỏi quá. Mẹ ăn đỡ đi. Nhưng mà nó rớt vô rồi mà con. Thì cơm mày rớt rồi tôi đâu cho người ta được nữa, tôi cho bà ăn đó, bà còn muốn gì nữa? Bây giờ bà ăn không? Bực mình. Đi qua bên kia giùm cái đi. Để người ta tới người ta thấy vợ. Nhanh giùm cái đi, người ta tới bây giờ nè. Rồi rồi. Xếp hàng vô từ từ nha. Chị cho em xin phần. Đây. Cảm ơn chị, cảm ơn. Chị ơi, chị cho em 2 hộp cơm đúng không? Em còn mẹ bệnh ở nhà. Là ở nhà em còn mẹ hả? Dạ. Mẹ em lớn tuổi chưa? Dạ mẹ em lớn rồi chị. Trời ơi thương quá à. Em á là một người rất là có hiếu nha. Chị rất là thương những người có hoàn cảnh giống như em luôn á. Chị rất là ngưỡng mộ em luôn. Nè, em cầm 3 hộp đi. Về hai mẹ con ăn cho no nha. Chị cho em thiệt á chị. Ừ. Ôi, em cảm ơn chị nhiều nha. Trời chị đẹp người mà đẹp nết nữa. Chắc ba mẹ chị tự hào dữ. Em cảm ơn nha. Này, của anh. Trời đất ơi, làm gì mà ho quá trời vậy? Rồi lỡ lây bệnh cho tôi rồi sao? Mẹ xin lỗi. Thôi nói nghe nè. Không mấy bây giờ mẹ đi vô nhà vệ sinh ở trỏng đỡ đi ha. Rồi khi nào mà cảm thấy mà mình đỡ bệnh rồi á thì mình thả ra đây. Chứ nhìn mất vệ sinh quá. Con nè. Cái gì nữa? Con cho mẹ ít tiền, mẹ mua thuốc uống được không? Tiền gì? Tiền đâu ra mà bà xin? Hôm bữa mẹ con đi bán rau đó, mẹ đưa hết tiền cho con rồi đó. Nè, tiền nè. Tôi lấy tiền tôi mua con thiềm thừ tài lộc này rồi. Giờ tiền đâu ra để đưa cho bà? Mà bệnh của bà, tôi nói bà nghe nè, bây giờ thời buổi nào rồi, bệnh không có cầu uống thuốc đâu, hiểu không? Bây giờ tôi á sẽ thường xuyên mỗi ngày cầu nguyện cho bà, thì trời chứng là mình hết bệnh mấy hồi. Nhưng mà con nè, mình bệnh á thì mình gặp thầy thôi, mình bốc thuốc mình uống. Còn tâm linh á, chỉ là một phần thôi. Mà tôi nói bà không có biết gì hết trơn á. Suốt ngày quanh quẩn trong cái nhà này nè, riết là lú không à. Bà không có nhờ tôi tích đức thì không biết bây giờ bà còn sống được hay không nữa đó. Nói chung bây giờ cái việc mà bà bị bệnh không có quan trọng một cái việc mà tôi kinh doanh đâu. Ok, tôi phải cần cái con thiềm thừ này nè thì nó mới hút được cái sinh khí đem đến tài lộc cho tôi, bà hiểu không? Nữa ho hoài luôn á. Tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi, chịu khó tích đức đi, chứ cứ như vậy hoài. Nè bà nhìn tôi nè, tôi tích đức mỗi ngày tôi làm từ thiện thấy không? Bây giờ tôi khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào luôn, có bị gì đâu. Đã vậy tôi muốn gì được nói nữa, chứ ai như bà. Thôi bà coi sao á thì hả, bà vô bà tính cái bệnh của bà đi. Chứ tôi nhìn bà sợ quá, lỡ tôi lây bệnh kia. Già kia, mày làm gì mà ho hoài vậy? Không thấy tôi đang tụng kinh hả? Mẹ đem nước cho con uống. Rồi ai mượn? Ai mượn? Bà ho vô cái ly nước vậy rồi ai mà uống cho nổi nữa? Bà cầm ly nước bí ở trong giùm tôi cái đi. Phiền quá. Nhanh đi, trời đất ơi. Tối nay nha, tối nay
lạnh lắm. Cho mẹ vào trong nhà được không? Rồi sao? Trời mưa rồi sao? Ba đi vô nhà mới là phiền á. Tôi không có tụng kinh được nè, bà thấy chưa? Rồi ai chứng cho tôi? Mẹ hứa mẹ sẽ cố gắng nhịn nha con. Thôi thôi thôi, thôi. Bà làm ơn đi, bà nói hoài hoài luôn á. Bà có làm được không? Về đi. Tôi nói bà nha, tôi cấm bà. Tối nay bà bước chân vô nhà nửa bước hả? Tôi đuổi bà ra khỏi nhà luôn đó. Đó, bà thấy chưa? Tôi đang tụng kinh giữa chừng mà tại bà phá đó. Bây giờ không trời nổi giận rồi kìa. Bà đúng là đồ ăn hại mà. Bà không có làm được gì hết trơn á. Mẹ hứa là mẹ sẽ nhịn mà con. Cho mẹ vô trong nhà đi con. Tránh ra đi thôi. Phiền quá mà. Sao được mà thúi? Thúi á thì mình ngâm quá chất này nè là nó hết thúi. Ôi ông làm gì vậy? Ngâm quá chất, ngâm quá chất. Ê, xong rồi mình xịt cái nước này vô thơm phương phước luôn. Trời ơi có ổn không ông? Bà thấy không? Nhưng bà không lẽ bà hôi bà thúi rồi tôi cũng dục bà luôn đi hả? Đúng là đàn bà đái hôm qua ngọn cỏ, không biết kinh doanh buôn bán gì chứ. Thôi bà im tôi cái đi. À, Tùng hả? Mua thịt đi con. Đúng. Vợ con từ ngày mang bầu vợ thèm thịt heo á, nó hết thèm con rồi, có miếng thịt nào ngon ngon lựa miếng thôi. Trời ơi, thịt của chú là miếng nào cũng ngon hết trơn á. Thịt tươi nha. Ừ, thiệt là tươi luôn. Đây miếng này nè. Như con nghe nó có mùi gì ta? Thịt ngon cái mùi nó lạ lạ vậy đó. Sao con thấy nó xanh xanh nè? Không, cái màu nó vậy là thịt ngon đó. Mà gì thịt ngon hả? Ừ. Heo mới hả? Ừ, đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Con mua này nha. Lấy con mua đây. Ừ. Đây, về ăn à, cho nó khỏe, cho nó mập ha. Mai mốt mà nó sẽ thèm con, khỏi thèm thịt nữa. Phải ngang nha con. 50 không bớt ngang không? Thôi, 50 cho nó tròn mới đẹp. Thôi, giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Chú gửi lại thăm vợ con nha. Dạ. Ông ơi, mày làm gì có thức tức quá không? Lỡ gì người ta ăn rồi có sao không trời? Có sao có trăng gì, mệt ghê. Chút xíu nữa bà làm mất 50 ngàn của tôi thấy không? Không biết gì chứ. Bà làm ơn bà biến chỗ khác giùm tôi đi. Nhanh nha, để cho tôi làm ăn coi. Sao tôi lo quá. Lo cái lắng gì. Đi. Bà làm ơn đi chỗ khác giùm đi. Kinh doanh buôn bán mà gặp cái này lẹm bẹm chết luôn á. Thiệt tình. Thịt này bán sao chú? Có bớt cho con không? Ừ, con cứ lựa đi. Thấy nào ngon thì vô bán à, bớt cho. Thôi lấy này cho con đi. Tự nhiên vợ con ăn cơm xong đã bụng quá trời luôn lắm á. Giờ sao thì bỏ cấp cứu giùm tôi. Có qua nhà tôi. Chào tôi có chiếc xe ba gác. Nhanh. Ê ông ơi, có nào nó ăn cái miếng thịt hư mình bữa hổm không vậy? Bà ăn nói bị bạ gì? Nó ăn nhiều thứ chứ không phải ăn thịt heo của mình đâu. Suy nghĩ lung tung quá. Tôi nói thiệt đó, cái miếng thịt bữa hổm hư thú quắc à. Ăn mà không bệnh mấy chuyện lạ. Bà có im không? Nói là nhăn hồi tôi tán bà lấy nghĩ cái răng bây giờ đó. Hay là bây giờ vợ chồng mình tán á, đừng bán thịt hư nữa, mong muốn mình bán thịt sạch nhau. Bà không có gì. Bán thịt hư thúi mới lợi, còn bán thịt sạch có chừng nào tôi với bà mới vào. Tôi là vợ không chứ đâu phải là ôi riêng đâu mà thức ngày ông mấn ông chửi mình á. Ông tự bán một mình ông đi, bán đi. Hả? Ờ bà ngon, bà tưởng tôi cần bà hay gì? Trời ơi là trời, ăn không no lo không tới mày đặt nói chuyện đạo lý được. Đây, lại ly coi. Vô. 1, 2, 3, vô. Đã quá. Nhưng mà tao nói mày nghe nè, lần sau á, mày đưa thịt thúi á, thì mày đưa khéo khéo kính kính đồ, với lại thịt cũng bớt bớt đồ thúi. Trời ơi, bố hổng mém bị thằng kia nó đã lộ tẩy ra. Hình nó khéo, nó lừa tới lừa lui, nó hồng banh sạc rồi. Yên tâm. Tao nói chuyện này, đưa mẹ cái mớ thịt này, nó chương trình 3 ngày 3 đêm. Tao nói thơm mà nhìn nó mát con mắt dữ lắm. Yeah. Mấy đứa ăn thịt của mày nó chết. 8 kiếp đầu thai sống lại nhìn cũng không ra nữa.
Được, ngon. Vô. Mà con nói thiệt nha, thấy mấy chú bán buồn chỉ kỳ cục quá. Gửi người ta ăn vô tao bị gì rồi sao? Bị cái gì mà bị cái gì? Mà người ta có bị, chứ mình có bị đâu mà lo mệt. Mà con nói rồi nha, mấy chú làm ăn bán buôn đàng hoàng á, chứ con thấy chú nghiệp cỡ đó thịt chú sắp thúi bằng cái miếng thịt này nè. Trời ơi, ăn nhậu mà mày ăn nói cái gì vậy? Hả? Nói ăn nhậu nữa rồi lao. Mày ơi, nhậu vui tự nhiên. Vui mà nó không có vui. Bình tĩnh, đừng có căng. Trời ơi, nhậu quạo vậy. Bực bội, ăn nhậu mà nó xàm chí đú vậy không? Nghĩ vậy, dẹp. Nhậu mà quạo rồi. Chá này. Uống đi, tao mày uống. Đi không? Con ăn rau rồi nha, ăn này chết. Nghe nè, alo. Ông Tám ơi, con hàng vợ của thằng Tùng chết rồi. Chết cả mẹ lẫn con. Người ta nói nó bị ngộ độc thực phẩm đó. Trời ơi, cái đó ta xui ráng chịu chứ sao gọi cho tôi làm chi? Sao tôi biết gì đâu? Thôi nghe. Trời ơi. Ông làm gì vậy? Là có chất, là có chất. Nè, xong rồi mình xịt cái nước này vô thơm phương phước luôn. Vậy con nghe nó có mùi gì ta? Thịt ngon, cái mùi nó lạ vậy đó. Sao con thấy nó xanh xanh nè? Không, cái màu nó vậy là thịt ngon đó. Làm gì vậy Khang? Tôi đây. Tương lai cái gì mà tương lai hả? Còn sống mình không lo, nói tương lai làm cái gì? Tự nhiên bây giờ ông lo mồ lo mã sẵn giống như ông chùa ông chết chùa tôi chết vậy. Con có biết là sợ sau này mà ba mẹ xuống mắt xuôi tay á, là số tiền này nó dành cho con mất cực khổ không biết đâu. Tôi không cần ông bà lo. Lúc mà ông bà chết tôi quăng ngoài đường, tôi quăng ngoài đầu mà cũng không ai biết đâu. Bây giờ tóm lại không cần nói nhiều. Tôi cần số tiền này để mua quà cho bạn gái, cho người yêu tôi. Quà gì mà mấy chịu như vậy? Nhà mình nghèo đâu có tiền đâu con. Thiệt luôn ông bà, chúng mình nghèo giống là vậy. Bây giờ tiền càng ngày để nó càng mất giá, hiểu chưa? Nhiều ra tiền nhiều quá ha, không biết mua được chỉ vàng cho người yêu thương nữa. Con gì một người dân như vậy mà con đối xử ba mẹ vậy sao hả? Con đáng không con? Tôi thấy đáng đó. Ông bà là người dân thôi, chỉ nhiệm vụ là đẻ tôi ra thôi chứ không có quan tâm chăm sóc tôi á. Giống như quăng ngoài đường là tự sinh tự diệt cái đó, ông hiểu chưa? Ông hiểu chưa? Còn tôi á, là tôi là phải đi tìm tình yêu đích thực của tôi. Người ta là vợ tương lai của tôi, người ta lo lắng cho cuộc đời tôi. Mai mốt có cưới về á, tôi qua bển tôi ở. Tôi với ông là không còn liên quan hết nha. Cha mẹ không muốn mà, nó mai muốn mình nghèo đâu con. Bu đã. Ông biết ông nghèo hả? Ông biết ông nghèo mà ông đẻ tôi làm cái gì? Ông đẻ ra mà ông không có trách nhiệm với tôi. Ông để tôi nhục nhã, nghèo hèn, đám bạn nó không chơi với tôi. Đó là điều tôi nhất. Tôi không có phước được đầu thai vô nhà ông đó. Còn bây giờ không nói nhiều, tôi đi tìm tình yêu của tôi. Không được. Lan Lan. Ê, gì vậy? Lan. Như là sao? Thằng này là thằng nào? Anh là người yêu của em mà. Ê, biết mình đang nói gì không vậy? Cô đó tao hỏi mày mới đúng á, mày là ai hả? Tao là người yêu của cổ. Tao là người yêu của Lan. Bớt nói bậy lại. Sao vậy Lan? Anh hỏi tại sao hả? Muốn biết câu trả lời không? Vậy về nhà tự soi gương lại coi. Nhìn thử từ trên xuống dưới, anh có gì so sánh với anh ta không?
vừa nghèo, vừa thất nghiệp, còn gánh nặng gia đình bệnh tật nữa. Nè, trong suốt thời gian tôi quen anh, tôi có được gì không? Không có được gì hết. Anh biết là em quen anh là thiệt thòi cho em. Anh gom hết tiền mua cộng chuyện cho em, anh có mua gì cho riêng anh đâu. Hey, mẹ, cộng này vừa với anh Lu nhà mình nè. Ý chang luôn trời, cưng không con? Trời ơi anh ơi, cái cộng có chút xíu vậy à, nó chỉ hợp với con nuôi nhà em thôi à. Anh nói sao, anh dốc hết tiền bạc anh mới mua được cái cộng đó đó hả? Còn người yêu của tôi á hả, bây giờ chỉ cần búng tay một cái thôi là cái kiền vàng đó nằm trên tay tôi rồi. Người đẹp là phải đi chung với đại gia, chứ không thể nào đi với cái loại vừa bần hèn mà tay nhúng chạm như mày được. Má mày nói anh bần hèn mày. Hey, tao nói cái gì sai hay sao hả? Muốn gì vô đây? Mày biết tao mày khác nhau chỗ nào không? Khác cái gì? Tao đẻ ra là ở Vạch Đích, còn mày, mày sinh ra mày nằm ở đâu đó cái vạch xuất phát chừng 500 cây số á. Nếu có trách thì trách cha trách mẹ mày không đẻ mày ra ở một cái gia đình giàu có hơn một xíu. Tao giàu, tao có thể mua được cho Lan bất cứ thứ gì mà tao muốn. Còn cái loại như mày nghèo, mày không lo được cho Lan, mày muốn mua cho Lan được một cái thứ nào đó nhưng mày không có điều kiện để mua. Cấm cái miệng lại chưa? Tao không cấm. Mày làm gì tao? Bớt cợt nhã với tao lại. Loại như mày chưa đủ tầm để đứng với tao đâu. Nóng quá trời rồi. Tất cả là tại ông bà già này. Nếu hai ông bà già này không sinh ra tôi á, tôi đâu phải cực khổ ê chề nhục nhã vậy. Người đẹp là phải đi chung với đại gia, chứ không thể nào đi với cái loại vừa bần hèn mà tay nhúng chạm như mày. Tao đẻ ra là ở Vạch Đích, còn mày, mày sinh ra mày nằm ở đâu đó cái vạch xuất phát chừng 500 cây số á. Nếu có trách thì trách cha trách mẹ mày không đẻ mày ra ở một cái gia đình giàu có hơn một xíu. Tôi sẽ trả thù, tôi sẽ trả thù. Về kìa ông ơi, hắn về. Khang ơi, làm gì vậy Khang? Làm gì mà con sứt tưới sang khắp nhà vậy Khang? Trời ơi con ơi, con tới nút nhà mình lên cho con. Con có tỉnh táo không vậy? Tôi rất là tỉnh táo. Tôi muốn đốt hết cái ngôi nhà đẻ này. Mẹ á, cái ngôi nhà làm tôi nghèo khổ bị người ta sỉ nhục. Ba mẹ có làm gì sai? Sai, bà sai rất là nhiều, đó là bà nghèo. Tuy mà nhà mình nghèo thiệt mà, nhưng lúc nào cũng cố gắng cho con ăn học đầy đủ. Ông để con đó một bữa nào thì con cũng chưa đủ hay sao ghê. Đầy đủ, đầy đủ quá. Nếu mà đầy đủ quá thì người ta đâu có coi thường, đâu có sỉ nhục tôi. Bà biết không hả? À, trời ơi, con đừng có nói như vậy. Ba mẹ chỉ cho con được từng ngày này sức khỏe và trí tuệ, còn sự nghèo hay giàu á là gia số ba với mẹ chịu thôi, không thể nào làm khác được, con biết không? Tôi không có cần tin xấu gì hết á. Nếu mà ông biết ông nghèo á thì ông đừng có đẻ tôi ra. Ông đẻ tôi ra vô cái ngôi nhà đẻ này để người ta coi thường tôi, người ta coi tôi như là một con. Con ơi, bình tĩnh lại con, bình tĩnh lại con. Tôi hận bà, tôi hận luôn ông. Mà đẻ tôi ra làm cái gì hả? Cũng là con người với nhau mà. Mà tại sao cha mẹ nó cho nó đầy đủ, cho nó tất cả những gì mà nó muốn, còn tao nè, tao có cái gì? Tính tiền tao còn không có nữa, để nó cướp đi người yêu của tao, người thân duy nhất của tao, mày biết không? Là lỗi của mẹ, lỗi của mẹ hết. Mẹ nghe con đừng có dạy dỗ. Mẹ năn nỉ con, mẹ xin con. Ông bà làm cha mẹ kiểu gì? Một ngàn dính túi cũng không có. Để người ta coi thường tôi, người ta sỉ nhục tôi. Đừng mà con. Là con ơi, con không thương ba mẹ thì con phải thương bản thân con. Nút nhà là phạm pháp. Là ở tù đó con ơi, ở tù đó. Tôi thà tôi ở tù. Khang ơi, Khang ơi, mẹ đừng nỉ con. Khang ơi, Khang ơi.
Đừng bắt em. Đừng bắt em. Em ơi, mẹ đang nghỉ con. Mẹ đang nghỉ con em ơi. Bà nghỉ chút rồi bà. Thôi vậy ông cho con uống nước đi, cho nó có mệt không. Uống miếng nước đi con. Rồi, đi tiếp đi ông ơi. Một con tôi thua một con súc vật nữa, trời ơi trời. Ở đời, mọi sự việc đau khổ và sung sướng đều do tạo hóa từ nghiệp của con người mà ra. Nghiệp cái gì? Bà biết cái gì mà nói? Tôi làm cái gì? Tôi làm cái gì sai mà mỗi công chuyện làm ăn của tôi đều thất bại là sao? Có phải cậu thường thấy đau lưng, đau đầu và mỗi khi cậu làm một việc gì đó cậu cảm thấy nặng nề và mệt mỏi đúng không? Cái chuyện đó đâu liên quan gì cái chuyện thất bại của tôi. Cậu không thể thấy, nhưng tôi có thể thấy được nghiệp do cậu tạo ra. Anh Phát, em có thai rồi. Có thai đây. Ba mẹ biết là chết luôn á. Nhưng mà bây giờ em có thai rồi, em biết làm sao đây bây giờ? Thai thì bây giờ bỏ đi chứ làm sao. Anh còn trẻ còn sự nghiệp không thể nào có con được. Điên à, điên à, điên à. Em bây giờ là ác lắm đó. Ác cái gì mà ác? Chưa thấy ác là sự nghiệp của anh với em là banh chành luôn á. Bây giờ ôm nó làm gì, ôm nó anh với em là chết chùm nghe chưa. Không thể nào có con được. Không anh ạ, à, em không muốn ai chết hết á. Không có bây giờ mình thưa chuyện với ba mẹ đi. Ba mẹ anh với ba mẹ em là sẽ đồng ý cho mình lấy nhau á. Không có bỏ anh đó nha anh nha. Không có được mà. Không có được. Nhi, bình tĩnh nghe anh nè. Không phải là anh không yêu thương em. Anh lúc nào cũng yêu thương em hết á. Nhưng bây giờ em mang cái bầu này bước vô nhà anh chắc chắn với em một điều là ba mẹ anh không thể nào anh đồng ý hết á. Em hiểu chưa? Đợi sau này ổn đi rồi hai đứa mình á đường đường chính chính đến với nhau cưới hỏi đàng hoàng, lúc đó là ba mẹ anh không coi thường em cái chuyện là chưa có chồng mà đẻ con. Tin anh đi, anh nói thiệt mà. Tao không yên tâm mày hiểu chưa? Tao mà. Tao. Tao.
Cậu đã nhẫn tâm buông bỏ một đứa bé, vì vậy mà nó sanh lòng oán hận, trở thành oán khí không tan, không đầu thai chuyển kiếp được, nên nó mới bám theo cậu mà để đòi nợ. Bà ơi, con biết lỗi của con rồi bà ơi. Bà có cách nào bà giúp con thoát khỏi cảnh này được không? Con mang ơn bà giúp con đi bà ơi. Bà, cậu đâu có làm gì tôi mà phải xin lỗi tôi. Cậu làm lỗi với ai thì cậu hãy xin lỗi người đó. Nhưng cậu hãy nhớ rằng sửa sai không phải là một hai câu biết lỗi là xong, mà phải tận đáy lòng mình biết sai và thay đổi. Con ơi, ba xin lỗi con, tha lỗi cho ba đi con. Mọi người giúp mình với, mọi người donate cho mình để mình có tiền mua hòm cho ba mình nha. Trinh, ba còn mất lâu rồi mà. Mọi người hiểu lầm rồi, mẹ của mình á, mẹ của mình hai chồng lận. Cái cùng mà mẹ mình nói là người đàn ông khác. Em sẽ đánh tắt like nha mọi người. Trời đất ơi, mẹ làm cái gì vậy? Mẹ không có la la cho em hả? Mẹ vô mẹ nói tùm lum tùm la hư chuyện của con rồi nè. Người phải hỏi con này là mẹ mới đúng. Con nghĩ sao con lên mạng rồi con nói này nó kia, nó tùm lum á. Bà không thấy tôi nói gì, người ta cho tôi nãy giờ 8 triệu rồi đó. Không có bà ra đây á là tôi còn được hơn 8 triệu đó bà biết không? Còn nói như vậy không có hay biết không? Không hay là không hay sao? Không hay mà tôi kiếm ra tiền. Một ngày bà kiếm được bao nhiêu? Bà kiếm được 8 triệu giống tôi không mà bà dạy đời tôi. Con mặc đồ tan, rồi con làm những cái hành động như vậy trong khi nhà mình không có ai mất, đó là điềm gở đó con. Điềm gở gì? Nhìn vào cái đầu tôi nè. Bà nhìn coi diễn viên người ta mặc đồ tan quá trời trên phim kìa. Không để ở ngoài gia đình người ta mất mà sống như bà, tôi thấy chết sớm còn sướng hơn chứ. Ai mà chịu nổi cảnh của bà? Tại bà mà tôi muốn kiếm được tiền á. Mọi người ơi, hôm nay mình nấu bữa cơm này á để mình cúng thất thầu của ba mình đó mọi người. Mình cảm ơn mọi người nhiều nha vì đã cùng mình ở đây chờ mâm cơm mà nhan tàn. Thôi, mình xin phép tắt like nha. Ăn đi. Không có đợi nhan tàn biết nào mà ăn đó muốn gì. Vô. Chúc mày lúc nào cũng có tiền để ba tụi tao ăn. Ủa? Chúc mày được đồ đét nhiều. Con ngồi ăn với tụi con luôn cho nó xum vầy. Làm lon cô. Thôi, tụi con cứ ăn tự nhiên đi. Cô nuốt không trôi. Ai làm gì mẹ nuốt không trôi? Con kiếm tiền bằng cách này mẹ không thích chút nào hết á. Kiếm tiền bằng cách này là cách này làm sao? Dựa vào sự nổi tiếng của tụi tôi kiếm tiền. Bà không giúp tôi thôi chứ bà phá quá. Con lừa đảo mọi người. Tôi đâu có lừa đảo đâu. Rõ ràng là ba tôi mất rồi mà. Đúng không? Chẳng qua là cái thời điểm nó khác nhau thôi. Về. Về mẹ ơi. Chưa có nhậu mà dễ vậy trời. Thôi tao xin với gà nhậu xong. Tao cũng xin với tao xin ba lần bia nha. Chưa có nhậu xong đi đâu vậy? Thôi. Mẹ, mẹ thấy chưa, tụi nó về hết rồi kìa. Mẹ không ăn được mẹ đi xuống dưới đi. Mẹ còn phải nói khó nghe vậy không? Đã không có nhậu được rồi gặp mẹ phá đám hoài luôn á. Bực mình quá, khó chịu hết sức à. Ra coi. Trinh nè, con có đồ dơ không? Đưa mẹ gom, mẹ giặt luôn. Nhưng mà mẹ đang bận gì không? Mấy, cho con nhỏ xíu đi. Có chuyện gì vậy con? Nè nè, lại đây đi. Hả? Nè, dễ lắm. Giờ nằm xuống. Ủa, nằm xuống? Ờ, mẹ, thì mẹ cứ nằm đi, tôi nói nằm rồi nằm đi. Ừ. Đó. Kìa. Rồi, nằm im vậy nha, đúng rồi, đừng có đụng đậy, không có đụng bậy nha. Mà làm cái gì vậy? Ok, mặt nhợt nhạt, hợp rồi, giống rồi đó, được rồi đó. Nè, con định bắt mẹ giả chết rồi lừa mấy người trên mạng đó hả? Mẹ không làm được đâu. Trời ơi, thì bây giờ mẹ chỉ việc nằm một chỗ thôi, mẹ đâu cần nói gì đâu. Nhưng mà lừa gạt người ta như vậy á, mẹ làm không được. Ủa? Giờ mẹ là mẹ của tôi, mẹ không có giúp cho tôi kiếm tiền được hay sao? Mẹ đã không có giúp cho tôi có một cuộc sống ổn định rồi mà bây giờ cũng không có giúp cho tôi kiếm được tiền luôn. Vậy mẹ làm được gì cho tôi? Nhờ mẹ có thiếu chuyện mà không giúp nữa làm sao? Thôi được rồi, mẹ sẽ giúp con lần này thôi nghe. Một lần thôi, bây giờ cộng đồng mạng á biết bà chết rồi thì làm sao người ta nghĩ là bà sẽ đội mồ lên, bà sống lại bà lấy tôi nữa đâu mà.
từ đầu vậy đi chứ, ngáy hơn không thấy gian quá trời luôn. Ôi ơi, mẹ của mình á mọi người, chỉ vì thương ba của mình nên là đi ngoài đường bị tai nạn giao thông chết theo ba mình rồi mọi người ơi. Bây giờ mẹ xin lỗi, mẹ đang bệnh, mẹ không có kìm được. Mẹ không có giúp được gì cho tôi hết á. Cái việc giả chết tôi không làm được nữa. Làm sao không được để chết đi. Thôi, tôi làm sao vậy? Dân ơi, Dân ơi, làm sao vậy? Dân chửi mình nữa, mình sợ quá. Mình không có lừa đảo đâu mẹ.